大家好，今天我们继续学第一课阅读一封回信。Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 1 là phần bài đọc thêm, đó là y phân hủy xin, một lá thư hồi âm. Hủy xin tức là lá thư gửi về, gửi hồi âm ha. Y phân hủy xin. Mời mọi người mở phần từ mới trước, chúng ta đọc qua. Từ mới có vài từ thôi. Từ mới mặt sau bài học. Đọc theo nè. Chia tao, chia tao. Đấy, ngưỡng mộ, sen mu. Sen mu, ngưỡng mộ ha. Chia tao là nhận được. Receive. Sen mu là admire. Sen mu, ngưỡng mộ. Quá hình sen mu ni, tôi rất là ngưỡng mộ bạn ha. Rồi chúng ta đọc phần bài đọc. Y phân hủy xin ha. Bí ở chê tao lại xin chư tao nì chai bầy chinh sinh hồ tơ hẳn yú khoai. Quá hình cao xin Trung Quốc lý sử 一定很有意思。我相信你一定能克服学习上的困难。学好这门专业，重来心中。我也了解到一些中国大学生的生活情况，特别使我感兴趣的是你参加的书法社。我虽然只懂一点中文，对中国书法也很喜欢，希望你学了书法以后，写一张大字送给我，我一定把它挂在我书桌旁边。打拳是一种很好的体育锻炼，体育锻炼。我认为青年和老人一样，也可以打拳。你在中国学会这种体育运动，回国以后就可以教我们了。你在中国游览了那么多名胜古迹，我真羡慕。下次来信时，谈谈你们游览长城的经过，好吗？明年暑假我准备参加一个旅游团到中国去参观游览，希望那时我们可以在北京见面。现在我学习也很忙，
有时在实验室里工作到深夜，虽然忙，我还是天天打篮球。下星期还要参加一场篮球赛。白老师和许多同学都很关心你，让我替你向他们让我替他们问你好，让我替他们问你好，就写到这里吧。希望有时间常来信。祝你学习进步，你的朋友欧文。11月5日。Mọi người biết đọc chưa? Rồi bây giờ giải thích dịch bài ha. Peter, chia tao là nhận được, lại xin là lá thư đến. Chia tao lại xin là nhận được lá thư gửi đến. Biết được bạn nì chai Bắc Kinh, bạn ở Bắc Kinh. Sinh hoạt tơ hình dữ khoai là sống rất vui. Biết được bạn sống rất vui ở Bắc Kinh. Chai Bắc Kinh là trạng ngữ chỉ thời gian đứng trước nha. Tôi rất là vui mừng. Lịch sử Trung Quốc dịch ngược lại nha. Trung Quốc lịch sử là lịch sử Trung Quốc. Nhất định rất là hay. Chắc là rất hay. Ý tin có thể dịch là chắc là rất hay. Tôi tin rằng bạn nhất định có thể khắc phục. Khắc phục cái gì? Xuế xí sang được khuân nạn. Mọi người thấy là gặp dưới chữ khắc phục đó là động từ, ghi là động từ khắc phục. Gặp hai chữ khuân nạn ghi là tân ngữ, tức là chữ tân ngữ đứng đằng sau chữ tơ nha. Vậy mình sẽ dịch động từ, sau đó dịch tân ngữ. Vậy là dịch là: tôi tin rằng bạn nhất định có thể khắc phục. Khắc phục cái gì? Dịch tân ngữ trước: khắc phục những khó khăn về mặt học tập. Mới dịch ngược lại: xuế hào chơ mẫn chuan dê, học tốt môn chuyên ngành này. Chơ mẫn chuan dê là môn chuyên ngành này. Chống lại xin chung, gạch chữ chống và gạch chữ chung, từ trong lá thư gửi đến. Tôi cũng hiểu được. Hiểu được cái gì? Ý xe chung của ta sẽ sân tờ sân của chính hoàng. Mọi người gạch hai chữ léo chỉ tao. Thì léo chỉ tao là hiểu được, là động từ. Rồi gạch cụm từ tân ngữ của nó là sân của chính hoàng, là ghi là tân ngữ nha. Vậy mình sẽ dịch động từ rồi dịch tân ngữ. Tôi cũng hiểu được. Hiểu được cái gì? Một số. IC là lượng từ phải dịch rồi. Tôi cũng hiểu được một số hay là một vài. Sinh hoạt chính khoang là tình hình trong cuộc sống. Một số tình hình trong cuộc sống của sinh viên Trung Quốc. Đặc biệt khiến cho tôi cảm thấy hứng thú là bạn là cái gì? Là cái câu lạc bộ thư pháp bạn tham gia. Bạn tham gia. 我虽然只懂一点中文, tôi mặc dù chỉ hiểu một chút xíu tiếng Trung. 对中国书法也很喜欢. Cái chữ 对中国书法 là đối với thư pháp Trung Quốc. Như vậy là 也很喜欢 là gì động từ trước? Cũng rất thích đối với thư pháp Trung Quốc. 希望你学习学了书法以后. Mong rằng, si quan là mong rằng. Mong rằng sau khi bạn học xong thư pháp, xế y trang ta zi song kể wo, viết một tờ chữ lớn. Tức là thư pháp là phải viết cái loại chữ to to thì nó mới rõ nét đẹp được. Viết một cỡ chữ lớn tặng cho tôi.
tôi nhất định. Ta thấy câu chữ pà này, mọi người gạch chữ pà, câu chữ pà gạch chữ pà, rồi gạch cụm từ là tên ngữ, sau chữ pà là tên ngữ là tha, gạch chữ tha là tên ngữ, rồi động từ chính là gì, qua chai, gạch chữ qua chai, treo ở nha. Vậy là chúng ta sẽ dịch là tôi nhất định, dịch động từ treo, treo cái gì, treo nó ở đâu, su chua phẳng tiền, treo nó ở bên cạnh cái bàn học của tôi. Đánh quyền là một môn thể dục rèn luyện rất là tốt. Wo rên wěi, tôi cho rằng thanh niên và người già cũng giống nhau, cũng giống như người già, thanh niên và người già. Tôi cho rằng thanh niên cũng giống như người già, hay là tôi cho rằng thanh niên và người già cũng vậy, cũng có thể đánh quyền. Bạn ở Trung Quốc học biết cái môn thể dục này rồi, sau khi trở về nước thì có thể dạy cho chúng tôi rồi. Nǐ zài zhōng guò you lǎn lè, bạn ở Trung Quốc đã tham quan du lịch rất là nhiều thắng cảnh như thế này. Tôi thật là ngưỡng mộ bạn, xiān mù là ngưỡng mộ. Lần sau, xiā cì lái xīn shí, gặp cụm từ xiā cì lái xīn shí, ta có chữ shí là khi, tức là vào dịp sau gửi thư đến, vào cái dịp thư đến lần sau, vào dịp gửi thư đến trong lần sau, hãy bàn về cái gì, gạch chữ thản than là gạch chữ thản than là động từ, và tân ngữ tức là sau chữ tơ là ta có chinh của là tân ngữ. Bàn về là sự trải nghiệm của các bạn đi tham quan du lịch Trường Thành, dịch vậy được không? Mình nén sủ cha, mùa hè năm sau tôi chuẩn bị tham gia một cái đoàn du lịch đến Trung Quốc tham quan du lịch. Hy vọng lúc đó chúng ta có thể gặp mặt ở Bắc Kinh. Bây giờ tôi học tập rất là bận rộn, có khi làm việc ở trong phòng thí nghiệm, phòng thực hành đến nửa đêm. Mặc dù rất là bận, suy đoán mạng, của hải sư thiên thiên tả lán chiếu, tôi vẫn đánh bóng rổ là lán chiếu, tôi vẫn chơi bóng rổ hàng ngày. Tuần sau, hải giao tham gia ý y chàng lán chiếu sai, tuần sau còn phải tham gia một trận đấu bóng rổ nữa. Lào bái lào sư hở sủy tô thống xuế, thầy Bạch và rất nhiều bạn học đều rất quan tâm bạn. Tha răng của thi tha mẫn quân lý hào, tức là cái chữ thi tức là thay thế, thay mặt á, tức là bảo tôi thay mặt họ hỏi thăm bạn, tức là bảo tôi hỏi thăm bạn giúp họ, thay mặt họ hỏi thăm bạn. Chưa xỉa tao chơi lì bà, thôi thì viết đến đây thôi nhé. Xi quang dầu sử chen, hy vọng có thời gian chẳng lại xin, thường xuyên gửi thư đến. Chúc bạn chú nì xế xí chinh bù, học tập tiến bộ. Nì tập hẳn dầu Âu Vân, bạn của bạn Âu Vân, ngày 5 tháng 11. Hết bài. Mọi người hãy cố gắng đọc theo bài này nhiều lần cho nó lưu loát. Và lưu ý là cái phần dịch bài được suôn sẻ nha, nắm được cái ý nghĩa của từng câu là nó nói những cái ý gì. Rồi sau khi là nắm được kỹ như vậy thì mọi người học ở trên lớp sẽ dịch bài nó nhanh hơn, giáo viên dạy bài thì mọi người sẽ học tốt hơn nha. Rồi chúc mọi người học tập tiến bộ. 谢谢大家收看